Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 2 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 40, bảng nhân 5. Tiết 1, tiết 2, trang 12 đến trang 14. Toán lớp 2, tập 2. Chúng ta vào phần khám phá 5 chấm tròn được lấy một lần ta có phép nhân 5 nhân 1 bằng 5. Và đây cũng chính là lời nói của bạn robot. 5 được lấy một lần là 5. Ta có 5 nhân 1 bằng 5. 5 được lấy hai lần. Ta có 5 cộng 5 bằng 10. 5 cộng 5 Phép cộng 2 số hạng giống nhau Ta viết thành phép nhân 5 x 2 bằng 10 Vì có 2 số hạng 5 Và đó cũng chính là lời của bạn Việt 5 x 2 bằng 10 5 được lấy 3 lần 5 chấm tròn được lấy 3 lần Ta có phép tính 5 cộng 5 cộng 5 bằng 15. Phép cộng 3 số hạng giống nhau. Ta viết thành phép nhân số hạng đó nhân 3. Bởi vì có 3 số hạng. Các số hạng giống nhau. Trong phép cộng ta viết được thành phép nhân. Ta lấy số hạng đó nhân với số lần. Ở đây có 3 số 5. Ta lấy 5 x 3 cũng bằng 15. Và đó chính là lời của bạn Mai. 5 x Nhân 3 bằng 15 Nhận xét 5 nhân 2 bằng 10 5 x 3 bằng 15 Thêm 5 vào kết quả của 5 x 2 Ta được kết quả của 5 x 3 vậy Bây giờ bạn robot nói với chúng ta rằng chúng ta cùng nhau hoàn thành bảng nhân 5 bằng cách thêm 5 vào các tích của bảng nhân 5 liền trước sẽ được tích của bảng nhân 5 liền sau lần lượt cho đến 5 x 10 bằng 50. Ví dụ, đây là bằng nhân 2. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. Đây, chúng mình thấy tích đầu tiên là 5. Chúng mình cộng thêm 5 bằng 10. Thì 10 là tích tiếp theo. 10 lại cộng thêm 5 thì sẽ được tích tiếp theo là 15. 15 cộng thêm 5 ta lại được tích tiếp theo là 20. 20 cộng 5

thêm 5 vào tích của 5 x 2 ta được 5 x 3 ta được tích của 5 x 3 bằng 15 ta lấy tích của 5 x 3 cộng thêm 5 thì được tích của 5 x 4 lấy tích của 5 x 4 cộng với 5 thì được tích của 5 x 5 lấy tích của 5 x 5 cộng thêm 5 thì được tích của 5 x 6 Lấy tích của 5 x 6 cộng thêm 5 thì bằng tích của 5 x 7. Lấy tích của 5 x 7 cộng thêm 5 thì được tích của 5 x 8. Lấy tích của 5 x 8 cộng với 5 thì được tích của 5 x 9. Lấy tích của 5 x 9 cộng thêm 5 thì được tích của 5 x 10. Vậy chúng mình nhận xét như sau. Thừa số thứ nhất ở trong bảng nhân 5. Chỗ này là số 5, bảng nhân 5. Thừa số thứ nhất ở trong bảng nhân 5 đều là số 5. Thừa số thứ hai ở trong bảng nhân 5 là các số tự nhiên liên tiếp tăng dần từ 1 cho đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tích trong bảng nhân 5 Là các số tự nhiên tăng dần Từ 5 cho đến 50 Đó, 5 thêm 5 bằng 10 10 thêm 5 bằng 15 15 thêm 5 bằng 20 20 thêm 5 bằng 35 35 thêm 5 bằng 30 25 thêm 5 bằng 30 30 thêm 5 bằng 35 35 thêm 5 bằng 40 40 thêm 5 bằng 45 45 thêm 5 bằng 50 Đây là các số tự nhiên tăng dần từ 5 đến 50 Và hai tích liền nhau thì hơn kém nhau 5 đơn vị Chúng mình nhầm để thuộc bảng nhân 5. Và chúng mình viết nhiều lần bảng nhân 5 ra nhát cho thuộc thì chúng mình sẽ nhớ rất là lâu. Chúng mình chuyển sang phần hoạt động. Bài 1 số. Hàng đầu tiên chúng mình thấy là thừa số 5, thừa số thứ nhất, hàng đầu tiên là thừa số 5. Thừa số thứ hai là các số Chúng mình lấy thừa số thứ nhất ở hàng đầu tiên nhân với các thừa số thứ hai ở hàng thứ hai. Kết quả của phép nhân là tích chúng mình viết vào hàng thứ ba. 5 nhân 1 bằng 5. 5 nhân 3 bằng 15. 5 nhân 5 bằng 25. 5 nhân 7 bằng 35. 5 nhân 9 bằng 45. 5 nhân 9 bằng 45 nhân 10 bằng 50. Bài 2. Tìm cánh hoa cho ong đậu. Trên mỗi cánh hoa là một số, chính là kết quả của các phép nhân ở trên mỗi con ong. Chúng mình tìm kết quả đúng cho các phép nhân thì đã tìm được cánh hoa để cho ong đậu an toàn. Ví dụ,

5 x 4 bằng 20 5 x 8 bằng 40 Chúng mình chuyển sang tiết 2 Luyện tập Bài 1 số Chúng mình hoàn thành bảng sau Chúng mình lấy thừa số Nhân với thừa số Kết quả chính là tích

phần B chúng mình hoàn thành vào dãy số này. 5 x 2 bằng 10. Lấy kết quả 10 trừ 5 bằng 5. Lấy kết quả 5 x 7 bằng 35. Bài 2 đếm thêm 5 rồi nêu số còn thiếu.

45 50 Đây chính là tích của bảng nhân 5. Bài 3. Chúng mình quan sát hình ảnh và đọc yêu cầu AB. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? B toa tàu nào ghi phép tính có kết quả bé nhất. Ở đây chúng mình sẽ tính các phép tính ở trên mỗi toa tàu. Sau đó mình mới trả lời được câu hỏi. 5 x 3 bằng 15. 5 x 2 bằng 10. 2 x 10 bằng 20. 2 x 7 bằng 14. Trả lời câu hỏi A sau khi đã có kết quả của các toa tàu. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? À, chính là toa tàu 2 x 10. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả bé nhất? À, đó là toa tàu 5 x 2. Vậy là chúng ta đã tìm được toa tàu có kết quả lớn nhất và toa tàu có kết quả bé nhất. Bài 4. Bác Hòa làm ống hút bằng tre thay cho ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống. 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? Chúng mình đọc lại bài toán và suy nghĩ xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Ở đây là bức tranh minh họa cho bài toán. Sau đó chúng mình thực hiện bài giải. Chúng mình bỏ chữ hỏi đi, thay chữ bao nhiêu bằng số, thay dấu hỏi chấm bằng là và hai chấm. Với năm đoạn tre như vậy, bác Hòa làm được số ống hút là. Chúng mình thực hiện phép tính gì? À, chúng mình thực hiện phép tính nhân. Chúng mình thấy là một ống hút bằng tre Mỗi một đoạn tre thì làm được 5 ống hút. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút, 5 đoạn tre như vậy thì ta sẽ gấp 5 lần lên. Đúng không? Ta sẽ có 5 x 5 bằng 25 ống hút. Đáp số 25 ống hút. Kết quả của phép nhân chính là số ống hút mà bác Hoa đã làm được với 5 đoạn tre. Vậy bác Hòa đã làm được 25 ống hút. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan và để nhận được thêm nhiều video nữa của cô. Chúng mình bấm tên bài học, sau đó bấm thêm chữ cô Lan Hải Bối là chúng mình sẽ tìm được video của cô để học. Ngoài ra chúng mình có thể vào trang Youtube cô Lan Hải Bối, bấm vào danh sách phát. Cô đã sắp xếp rất nhiều bộ video toán tiếng việt để thi học kỳ luyện chữ đẹp bảng cộng bảng nhân bộ chữ hoa vân vân chúng mình mở để chúng mình học xin chào và hẹn gặp lại